Phút thứ 21 trận tiếp đón Croatia, từ đường truyền về không có nguy hiểm của Pedri, thủ môn Simon dù chẳng bị cầu thủ nào áp sát vẫn có pha khống chế bóng đầy chủ quan. Trái bóng đập vào chân anh rồi bay thẳng vào lưới. Chắc chắn sai lầm sơ đẳng của Simon là không thể bào chữa, nó khiến Tây Ban Nha thủng lưới trong bối cảnh áp đảo đối thủ ở những phút trước đó. Ở khoảnh khắc Simon đỡ hụt bóng, thậm chí có không ít cầu thủ Croatia quay lưng về phía khung thành Tây Ban Nha và chẳng nghĩ mình được đối thủ tặng cho món quà quý giá. Và trước khi bước video, hãy nhấn vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Không ngẫu nhiên mà bóng đá được mệnh danh là môn thể thao số 1 thế giới. Ngoài tính hấp dẫn, cạnh tranh quyết liệt của từng trận đấu, lịch sử bóng đá còn chứng kiến không ít những tình huống độc lạ đến mức khó tin. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc trong bóng đá mà nếu như không được ghi lại, sẽ chẳng ai tin là nó đã từng xảy ra nhé. Bóng đá hiện đại ngày nay gần như yêu cầu thủ môn phải có kỹ năng chơi chân tốt để có thể đóng góp vào quá trình luân chuyển bóng. Thế nhưng trước khi dùng chân tốt như một tiền vệ, thủ môn cũng cần phải tránh những sai lầm sơ đẳng như thế này. Nhận đường chuyền về đơn giản của đồng đội, anh chàng thủ môn này đã lóng ngóng để bóng đi qua hai chân của mình. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, người gác đền này tiếp tục chơi như một cầu thủ nghiệp dư khi phá bóng hụt và để nó lăn từ từ vào lưới. Trước khi Euro 2020 diễn ra, không nhiều người biết đến cái tên Patrice Schick. Tuy nhiên, sau pha bóng xuất thần này, tên tuổi của tiền đạo người Cộng hòa Séc đã ngay lập tức trải dài trên các mặt báo. Tận dụng rất nhanh tình huống phản công, Schick tăng tốc và nhận thấy thủ môn của đội tuyển Scotland dâng lên hơi cao. Ngay lập tức, tiền đạo của Leverkusen tung cú sút từ cự ly hơn 45m, đưa bóng đi theo hình cầu vòng trước khi bay thẳng vào khung thành. Euro 2020 năm nay là một trong những kỳ Euro kỳ lạ nhất trong lịch sử khi số bàn thắng phản lưới nhà tăng lên một cách đột biến. Trong đó không thể không kể đến pha đốt đền rất khó hiểu của thủ môn Dubravka sau cú sút bật xà ngang của Sanabria. Người gác đền của tuyển Slovakia đã chuẩn bị nhảy lên để bắt bóng. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà thủ thành này lấy tay rồi tự vượt bóng vào lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả các cầu thủ trên sân. Một tình huống mà Dubravka ngỡ như đang chơi bóng chuyền vậy. Không phải là một pha cản phá xuất sắc, thế nhưng tình huống này mới được coi là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của thủ thành Kepa. Còn nhớ ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2019, huấn luyện viên Sarri của Chelsea đã định rút Kepa ra sau khi thấy anh có dấu hiệu bị đau. Thế nhưng thay vì ngoan ngoãn rời sân, thủ thành người Tây Ban Nha lại từ chối và mặc cho ông thầy người Italia bất lực hò hét bên ngoài đường biên. Không một ai có thể phủ nhận được tài năng của Raheem Sterling khi anh sở hữu tốc độ cùng kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Thế nhưng điều khiến tiền đạo người Anh luôn trở thành đề tài châm chọc trên mạng là vì những pha bóng cực kỳ vụng về như thế này. Thoát súng và đối mặt với thủ môn của Shakhtar Donetsk, ai cũng mong chờ một cú sút trái phá của Sterling. Thế nhưng thay vì dứt điểm để ghi bàn, ngôi sao của Man City lại tự mình vấp cỏ và ngã xuống sân, dù cho không bị ai tác động từ phía sau.
Nếu như thủ thành Rui Patricio nghe theo lời chỉ dẫn của Pepe trong tình huống này, có lẽ Bồ Đào Nha đã có một kết quả tốt hơn trước đội tuyển Pháp. Từng có thời gian thi đấu cùng nhau trong màu áo Real Madrid, Pepe nắm rất rõ thói quen đá phạt đền của Karim Benzema. Chính vì thế mà trung vệ này đã ra sức chỉ cho Patricio bay người về phía bên trái. Thế nhưng thủ môn của tuyển Bồ Đào Nha lại quyết định đổ người về phía ngược lại và hoàn toàn bị Benzema đánh lừa. Nhận dẫn dắt một đội tuyển Ý đang cực kỳ bết bát vào năm 2018, Roberto Mancini đã biến đoàn quân áo thiên thanh trở thành đội đáng xem nhất tại kỳ Euro năm nay. Thế nhưng không chỉ giỏi huấn luyện viên người Italia còn cho thấy được kỹ năng chơi bóng điêu luyện của mình. Nhận thấy bóng bay về phía đường biên, Mancini đã thực hiện một pha đỡ bước một theo kiểu bò cạp khá ngẫu hứng. Nên nhớ rằng khi còn thi đấu, Mancini cũng là một tiền đạo khét tiếng và giành không ít danh hiệu cùng Lazio. Thế giới bóng đá đã từng có một phen hoảng hốt khi chứng kiến Luis Suarez cắn Chiellini ở World Cup 2014, và tại Euro 2020, hành động này lại được tái diễn nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Trong khi đang theo kèm Pogba, trung vệ Rudiger đã bất ngờ tì cầm vào lưng của ngôi sao người Pháp rồi cắn nhẹ. Rất may cho cầu thủ người Đức là trọng tài đã không thổi phạt và anh cũng không bị phạt nguội vì hành vi khá phi thể thao này. Không phải là một cái tên xa lạ với bóng đá châu Âu khi từng thi đấu cho Lyon, Swansea, Gomez còn cực kỳ nổi tiếng với màn ăn mừng Panther Walk của mình. Và trong một lần ghi bàn ở giải vô địch quốc gia Ả Rập, tiền đạo người Pháp đã tiếp tục thực hiện cách ăn mừng quái dị này và làm cho một cậu bé nhặt bóng ở gần đó tỏ ra vô cùng sợ hãi. Quả thực không giống như bước đi của những con báo như tên gọi, Gomez giống như một xác sống đang biết đi thì hơn. Khác với hình ảnh kiêu ngạo và tương đối khó gần trên báo chí, huấn luyện viên Mourinho thực chất là một người cực kỳ vui tính và hài hước ở ngoài đời. Còn nhớ trong một trận giao hữu vào năm 2014, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bất ngờ lao vào sân đốn ngã ngôi sao nhạc pop Olimus khi cầu thủ nghiệp dư này đang nhận bóng. Ngay khi mà Mus chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đặc biệt đã quay đi với nụ cười trên môi. Có lẽ các bạn vẫn chưa hết bất ngờ khi theo dõi những tình huống cực kỳ khó tin trong bóng đá vừa rồi phải không nào? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.